Anh nhận xét về độ chất của Khôi Trần đi anh, mẹ em anh, mẹ thần đồng. Nó là một thằng thần đồng, anh không nói nhiều. Raven in kìa. Yeah, yeah, có thằng bảo tao Raven in. Origin. Tao vừa nghĩ ngay đến việc dương phim sờ chim. Đi Vespa. Công tử Sài Thành. Bây giờ mình cho phép một đứa vào livestream của mình, cho nó đúng 20 giây để nó nói bất kỳ thứ gì nó muốn. Thực ra cũng có nhiều lắm đâu. SEO. Cho đúng 20 giây thôi, xong dập đi. Không, thằng đe tung lập. Thiên Thành em ơi. Sợ em mới ngại chứ. Hello, em có 20 giây để được nói những gì em nói trước khi anh đuổi em ra. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Anh đếm thế còn chả nghe được em ý là con trai con gái. Nói đi em ơi, nói gì đi em ơi. Alo, chào mọi người ạ. Hello, chào em, ok. Nghe giọng 2K3 phết nhỉ? Ừ. Em sinh năm bao nhiêu ấy? Em 2K1. Okay. Em thua. Ôi ấn okay. Vừa thôi cũng được vào. Thế em ơi. Ờ thì phải anh chịu ấn vừa mà. Người ta gọi được cái duyên em ạ. Chúc tất cả mọi người đã xem livestream ngủ ngon nha. Ui, nghe giống radio nhỉ. Ờ, được đấy. Giống radio phết. Cho xem mặt đấy. Ôi, em tắt điện rồi. Ok, bye bye. Ok, bye bye em. Để anh mời thêm người khác xem. Bye bye. Anh phải bỏ em ý đi. Bỏ em ý như nào ấy? Thôi. Ủa sợ nhanh nhau. Thì đấy, bọn nó biết bọn nó có cơ hội được lên đây là bị mẹ tranh thủ vãi luôn mà. Em có thể out ra hộ chị được. Thôi, anh không lỡ bỏ em đúng không? Tại vì chị đéo biết out như thế nào. Bỏ đi em ơi. Anh không tìm được nguồn để anh bỏ. Bây giờ anh add thêm là 3 người. Các bạn ơi. Bây giờ được cho 4 người cơ mà. Ui đồng vãi luôn. Ừ, bây rồi. Giờ cho tất cả bọn này vào địt mẹ thành một cái offline fan này. Chọn đi. Ok anh ơi. Yến Nhi á? Đâu, Nguyễn Anh mà. À, nhầm. Alo, Nguyễn Văn Anh, hiện hình đi em ơi. Anh ta low tech quá. Các bạn bảo anh low tech quá kìa. Cày vãi luôn. Ok, lâu gì lâu tách. Lâu tách. Cái ơi, bây giờ tại sao cái đứa đầu tiên mình cho nó vào nó không chịu out này? Thứ tư thằng out đi. Anh xin em out đi. Anh không biết cho em out như thế nào cả. Em out đi. Thế mà dọa nó là 20 giây rồi anh đuổi em ra. Tối em mong đấy. Alo, ai đây? Ôi dồi ôi. Hello anh. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em. Cái em trong bóng đêm. Em lại livestream còn vui hơn mình. Đấy, bây giờ livestream này là của các em. Anh thì đi đá. Tìm anh trong bóng đêm. Ôi, thì vệ nó để mũi này. Ký nhật fan Niên ơi. Ôi trời ơi. Tìm anh trong bóng đêm. Mọi người đang muốn vào. Hello, xin chào. Ôi. Ờ. Tìm em. Tìm em trong công. Chả biết ai vì ai cả. Tại vì chả ai có mặt ở đây. Cái tên mình. Alo, ai đây? Đi vậy, kích qua này có gì nhỉ? Ê, kích cái. Kích nhỉ? Kích nhá. Nếu biết kích cái thật. Thế là mình đều có kích, nó là chuyện. À đây, vậy biết rồi nhá. À, chào tạm biệt đi, kích cái, biết cách. Ôi, thôi rồi. Sao?
Nhanh lên. Chào anh chị nhá. Nghe nghe là lời cuối. Bye nha. Bye bye. Bye bye mọi người. Bùm bùm. Bye bye mấy chị. Điệp đeo bùm bùm nhá. Đấy mùng. Đấy người thứ hai nhá. Bye này. Rồi. Mời thử thêm một người chất lượng vào ơi. Ủa, đông vãi luôn. Ai mà đều có cam ấy thì kích luôn. Đông thế nhỉ. Thôi con này con chó ấy, yêu đấy. Ava chó được. Ưu tiên Ava chó. Ưu tiên Ava chó. Là chủ anh mà. Anh bảo anh đi đái mà. Không đái nữa. Ava chó được. Ui. Mở ra lại. Em chó anh. Chó đâu? Chó đâu? Con chó Ava đâu? Mặt mũi sáng sủa này mà sao để Ava chó? À, con chó nó đi ngủ mất rồi chị ơi. Khổ quá. Trời ơi. Bamboozle. Hello em. Dạ. Em 2K3 đúng không? Không, em 98 nhưng anh kín của các em vẫn được. Em đồng ý. Ôi, em chấp nhận. Cay quá. Chán hơi bóng đấy nha. Ờ, riêng anh Long em chấp nhận để anh đút đít. Chào mọi người, đi vệ. Em đúng, không đúng, có hội đúng, đúng, riêng này, bye bye đi vệ. Anh kích em đi. Rồi. Đi vệ, fan thật bao giờ ơi. Đi vệ, những cái chuyện này làm anh đéo có động lực để anh đi vệ offline fan đấy là sao. Mỗi lần có tập phong này fan đáng sợ vậy luôn. Là xấu tanh loài chó. Ác mộng gì vậy. Offline với những thằng gì vậy. Biến thái. Anh kêu em đi. Thịt mẹ rồi. Rồi đang hỏi chán nó. Xong lại bảo anh đút đít em cũng được. Mẹ cho ai hỏi câu đấy. Mẹ mày. Mẹ khác nhá. Ừ. Bà biết đi quét đéo gì. Youthful. Bà biết bạn đợi đấy nhá. Từ cứ cho biết vào đi xong ừ. Cho người khác vào. Ừ, không cho thêm chọn luôn hai người được mà. Ừ. Skip breakfast này, bỏ qua bữa sáng này. Đâu ấy? Ăn healthy ấy. Được. Ơ. À chọn một người một lúc thôi. So keep breakfast. Ờ. Hay là à, đây này. Đây rồi. Bạn à. Ôi vãi, ôi vãi được luôn á. Em phải bật đèn lên mới được. Ừ. Được nhưng mà không bật cao mà. Ôi vãi xưởng. Đây rồi. Đây là off fan Bá Việt ăn tiền thì ạ. Ôi anh Bá Việt đấy. Ôi anh được không? Phim của anh Bá Việt. Từ trước khi anh hỏi em, trước khi chúng ta nói cái gì để anh phải hỏi em là tại sao em lại skip bữa sáng, nó không phải tốt tí nào. Ờ, tại sao em lại bỏ bữa sáng bây giờ lại muộn quá ăn sao rồi. Em đổi tên đi ra đi. Đổi bây giờ em lên livestream rồi đổi tên đi ra đi là eat breakfast every day. Eat breakfast every day. Ok, ông lại để từ tờ quý bu đi con ơi. Nhìn con má hồng. Lại còn cởi trần. Giới thiệu với em đây là Eo ơi, bạn em đang thấy em ở trên livestream rồi. Hello mọi người nhá. Bạn em cũng đang xem. Anh nói chuyện. Nhìn vậy ông nhìn vậy ông được hù dọa fan của tôi nữa. Buồn cười quá. Kích. Ờ, kích luôn á. Ok á. Thế thôi. Ờ, Sài Gòn làm gì em cũng ở Sài Gòn ấy. Ơ, em hỏi ở Sài Gòn làm gì đấy. Từ từ. Bây giờ em đổi tên Insta đi. Rồi em sẽ cơ hội lên lại lần nữa. Và anh sẽ trả lời câu hỏi của em. Đổi thành eat breakfast every day, biết chưa? Ok chị, healthy thế à? Healthy á? Lối sống healthy à? Rồi. Kiểu này thì đúng là không healthy. Ừ, đúng rồi, anh hiểu rồi. Ừ, cảm ơn em nhá. Ừ, bye bye nhá. Kích Bảo Việt đi trong ghét không. À, thôi đừng kích. Vài năm đi đè. Thôi đừng kích. Vài năm đi đè.
Tôi sẽ xem mượn. Comment được không? Tâm của bạn. Offline fan lại buồn cười. Vẫn được. Nào, tiếp nha. Con mèo. Khánh Toàn. Ava mèo, được. Nguyễn Khánh Toàn à? Ưu tiên Ava súc vật. Ava là cầm gia súc. Ưu tiên động vật. Khánh Toàn, hiện hình đi em ơi. Mỗi người yêu động vật. Đấy, mất lỗi như này, anh đấy. Con mèo đâu? Con mèo Ava đâu? Mà mèo nói gì? Đáng sợ hay không? Cái gì vậy? Nói gì thế vào? Hello anh. Đấy, chào rồi. Okay, được, okay. được. Con nào biết nói thì mẹ sợ. Mẹ biết nói như thế. Tự nhiên thấy cười vào cam luôn. Đó gì sợ. Cứ tì vậy. Đấy, trò chuyện với fan đây, 20 giây. Ui. Anh nghỉ cười vậy. Anh biết sao. Anh sinh em bao nhiêu ấy? Em sinh năm 2K7. 2K7 á? Ôi. 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 Gọi chú đi. Chào cô chú đi cái con. Con chào cô chú. Ôi, con chụp ảnh của cô. Con chụp ảnh với cô. Thôi, 2K7 đi ngủ đi. Còn 2 giờ sáng rồi. Đâu giống Phương Vũ. Mới 2K7 vì mắm cứ hỏi bận điện đấy. Em tiếp tục chuyển đến 18/2 này, năm 2K7, được gì nha. Chúc mừng sinh nhật. Không sinh nhật nó đâu. Thì chúc trước. Người Việt filter mà em ở BHS. Filter yêu nghề. Việt kỹ xảo. Ba chó này, chó này. Nick 26. Ưu tiên động vật. 26 là ở đâu ấy nhỉ? Không biết. 26 có phải vùng không nhỉ? Không biết. Hello, Nick. Oh shit. And oh shit, man. What's up, man? Long time no see, man. Annyeong haseyo. Không tưởng em vẫn lên được cái video trực tiếp thật. Lên đéo đâu, đéo nhìn gì cả. Có thấy em đâu. Có thấy em đâu, bằng chứng đâu mà em lên đây. Có, bây giờ em mới đi bật điện. Shit. À, đấy. Nói chung là cũng có. Ơ, Việt Ào. Ơ, Việt Ào. Nói chung là mặt. Cái đèn lên như vậy, em không nhìn thấy mặt. Thế em kỳ. Từ từ em không để trên, để mặt được. Kiếm cái áo vào cho mặt đỡ tưởng mạnh. Nửa đêm rồi. Lệ số hổ, có sự gì vậy? Ai ơi, đẹp trai. Ôi, em sinh năm bao nhiêu ấy? Em 23. Bao nhiêu? 2K3. 23. 2K3. Hai em tầy. Đấy, đi ăn bún đậu khác để. Thôi, nói một câu cuối đi, sau rồi thích luôn. Anh lâu chụp em kiểu ảnh đã. Chụp kiểu gì? Em chụp màn hình. Đấy. Chụp bắt lại. Đừng lên không? Ủa ôi, còn bao nhiêu fan ngồi kia đang chờ đợi anh. Xong chưa? Em đợi mãi. Rồi, xong rồi ạ. Tuyệt vời nhất em luôn. Ok, cảm ơn em nhá. Vâng. Tập rồi nhá. Anh nghĩ chúng ta nên dừng ở đây để làm lại fan cho những lần sau nhé. Để vui vẻ. Đừng nghĩ ra trò này, trò này vui. Mọi người ơi. 2 giờ sáng rồi. Yeah. Đi ngủ rồi. Tạm biệt những chú chó, chú mèo đã đổi Ava. Bye bye. Đi ngủ thôi mọi người ơi.